Ủa ba, sao mà có hai phần cơm vậy ba? Thì hai cha con mình ăn là được rồi. Ủa rồi anh Quang thì sao? Nó là người dân nước lã, con lo cho nó làm gì? Kệ nó, ăn đi con. Dạ. Wow, cơm ngon ha. Ủa mà dạo này con giảm tinh bột, bụng bự quá không ăn cơm nhiều được. Nhà còn mì gói nhiều lắm. Một phút 30 giây. Khoan. Dạ. Chú mì hả? Mày làm ơn khiêng mấy cái thùng này lên trên phòng của mày để vô trong đó giùm tao. Dạ. Khiêng xong con ăn cũng được. Ủa mà sao phải để phòng con? Chứ lẽ để phòng tao hay là để phòng của anh? Ồ, cũng hợp lý. Ngoài kia còn mười mấy thùng giống vậy nữa. Mày khiêng để vô trong đó luôn ha. Mười mấy thùng? Rồi bích luôn cái phòng con, rồi chỗ đâu con nằm, chỗ đâu con ngủ. Chú. Tùy mày. Mày muốn ngủ đâu mày ngủ. Nhà rộng mà. Hay mày thấy không thoải mái thì mày ra mướn khách sạn mày ở. Mày có tiền mà, đúng không? Tiền, tôi đúng tiền. Sao? Khó chịu lắm hả? Khó chịu gì đi đi. Ở đây làm chi? Có gì đâu khó chịu. Chứ quên là phòng khách mình có nguyên một bộ salon êm rồi là êm. Bên cạnh đó là một cái tivi bự rồi là bự. Còn tha hồ coi đá banh. Phòng con làm gì có tivi. Cảm ơn chú đã tạo điều kiện cho trẻ em cơ nhở. Con đi đây. Khiên thùng ra. Thật mặt dày. Thôi được rồi, ba ăn đi ba. Trời ơi ba, ba làm vậy cũng được đó hả? Lỡ ảnh về không kịp rồi ai lấy của ảnh thì sao? Kệ nó, con đừng quan tâm, con đi vô nhà đi. Ba cũng không muốn làm quá mức gì đâu. Nhưng mà ba. Nhưng mà hết cách rồi. Đồ ai quen, ủa đồ mình mà. Cháu, chú chơi kỳ cháu. Tự nhiên quăng con đồ con ra ngoài cháu. Quăng gửi cho con này cháu. Cái âm thanh gì mà nghe nó lùng bùng lỗ tai quá vậy ta? Trời 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 trời, bữa nay giả điếc nữa chứ nè. Chú chưa có già nha, chú chưa có lận nha. Mở cửa cho con nha. Nè, mày đang năn nỉ tao hay là chọc tao lên báo đó? Ba. Ôi sao kỳ vậy? Bữa nay sao bữa nay trái tinh trái nết như trời cô chủ. Mở 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 cửa. Mở cửa cho anh hả? À. Nhưng mà để hôm nào tôi vui đã. À. Anh nhớ là hôm trước anh đã bỏ tôi như thế nào không? Ồ. Bây giờ đi bụi về hôm cho vui ha. Bye bye. Điều này, ấy, ấy. Sao? Nhà cửa gì? Mấy cái chậu bonsai để trên sân thượng tan hoang hết trơn. Bực mình. Ba đó, ba đuổi anh Quang đi làm chi? Mà bây giờ ba cứ còn nhau suốt ngày à. Chứ hoàn cảnh của ba bây giờ như vậy, giữ nó ở lại chỉ tổ làm liên lụy cho nó thôi. Mà con cũng vậy nữa, từ nay ra đường phải cẩn thận, ngó trước ngó sau. Không có người đi theo để mà bảo vệ hoài đâu á. Ngay cả đồ của ba, ba cũng không bảo vệ nổi nữa. Thì tại ba hết đó. Tự nhiên ba đuổi anh Quang đi làm chi? Xong bây giờ con phải làm mấy cái chuyện này. Con đâu có quen đâu. Ba cũng đâu có ngờ mà nói vậy là nó bỏ đi thiệt luôn. Đúng là cái thằng không có một chút tình nghĩa. Trời ơi, không tin luôn. Không có con mà đâu nói xấu sau lưng con á. Sinh tật mới rồi. Ủa anh Quang, sao anh vô được đây? Tôi nhớ là ba tôi thay ổ khóa hết rồi mà. Trời ơi, thay ổ khóa trước mà đâu có thay ổ khóa cửa sau đâu. Tôi vô cái một. Đã bỏ đi rồi còn dắt cái mặt về đây làm gì? Chú này. Mà bữa giờ anh đi đâu? Sao tới giờ anh mới về đây? Trời ơi, tôi là người đàn ông trong gia đình. Tôi đi làm, kiếm tiền, phụ giúp cho gia đình mình nè. Gia đình mình đang khủng hoảng về tài chính. Tôi đi làm, kiếm tiền để cân bằng lại kinh tế. Nói tới đi làm, đây chú. Trời ơi, niềm tự hào của con đây nè. Mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu luôn của con đó. Con làm bữa giờ dành dụm cùng với tiền lương mà chú trả cho con mà con đâu có xài hết đâu. Chú cầm lấy ha, trang trải đi, lúc nào dư dư trả con cũng được. Không cần.
Mày mở miệng ra là tao muốn đập vô mặt mày à. Mày có biết là tao ngán mày đến tận cổ hay không? Tao suy sụp là tại mày đó. Đi đi. Ba à, thôi mà ba, ba cho anh Quang ở lại nhà mình đi. Dù gì anh cũng ở đây nhiều năm rồi mà. Con coi anh như là người nhà rồi ba. Người nhà? Dạ. Với con thì được, với bà thì không. Không thì thôi. Trước giờ con ở với chú, con đâu có tính toán gì đâu. Con đâu có làm gì tiền. Con mồ côi mà. Con làm với chú tại vì con thương chú. Con thương chú với ba con vậy. Suốt thời gian qua chú đuổi con hoài. Con cứ nghĩ là chú giỡn thôi. Con cũng có lòng tự trọng của con chứ. Bữa nay chú nói cho hết thương. Thì bên ngoài còn nhiều người khác thương con hơn chú nhiều. Chú nhớ giữ sức khỏe. Chú không cần con nữa thì con cũng không cần chú nữa. Cô chủ lại mình giỏi. Con trai ở lại đây với ba. Ba. Con xem thích trường nào, mẹ sẽ nộp hồ sơ cho con. Ừ, dạ, con cảm ơn mẹ. Nhưng mà bây giờ con vẫn muốn sống ở Việt Nam. Không có nhân nhị gì nữa. Ba của con bây giờ không có còn như ngày xưa. Mẹ muốn con phải tự lo tương lai cho mình. Đừng có để chìm theo sự nghiệp giống như ba như vậy. Bà nói hơi quá rồi đó nha. Dù gì tôi cũng đâu đến nỗi làm cho con gái của tôi chịu khổ sở chứ. Ông im đi. Ông tự coi lại mình. Coi gì? Có thương con gái thì cũng đừng có để liên lụy đến nó như vậy. Ông nghĩ ông là ai mà bây giờ ông còn gằn giọng như vậy? Ba với mẹ đừng có cãi nhau nữa. Tại vì bây giờ con cũng sắp thi tốt nghiệp rồi. Sau này con sẽ đi làm. Với lại sức khỏe của ba cũng không có được tốt. Nên con vẫn muốn ở lại. Mẹ muốn con nhìn thẳng vào vấn đề. Bây giờ con không phải là con gái của ông Trùm. Thì liệu con có thể lo lắng được vấn đề hay không? Con nghĩ là con có thể làm được. Con nghĩ là một chuyện, còn con làm là một chuyện. Hơn 20 năm con sống như một công chúa. Còn bây giờ con là một lọ lem. Liệu con sống như thế nào? Còn ông đó, ông cũng đừng có lấy sức khỏe của mình để mà giữ chân con gái. Ông phải để cho nó có sự tự do của nó chứ. Chính vì nó cần có cuộc sống tự do cho nên bà phải tôn trọng ý kiến của nó. Sao ông biết tôi không tôn trọng ý kiến của con? Vậy sao nãy giờ bà có nói ra không vậy? Ông bớt nói đi, tôi thấy ông bệnh lắm rồi đó. Thôi mà. Ba với mẹ. Mẹ à, con hứa với mẹ là nếu như mà con có khó khăn gì, con sẽ nhờ mẹ giúp đỡ. Mẹ yên tâm nha. Con á, chỉ được có ngoan cố, lì lợm và quá tự tin y như ổng. Chứ nó con tôi mà, nó không giống tôi giống ai. Tôi nói ông im đi, đừng có nói nữa. Thôi được, mẹ sẽ cho con 2 năm để được tự do. Nếu 2 năm sau con vẫn chưa đâu ra đó, mẹ buộc sẽ đưa con về Mỹ. Đến lúc đó coi ai còn nói cái gì nữa không. Dạ, con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Con hứa là sẽ không có làm cho ba với mẹ buồn nữa. Bà nghe chưa? Tôi không có điếc. Bớt nói đi.